Tại sao Hải quân Mỹ theo đuổi phát triển hạm đội không người lái? Với những bài học về tác chiến bằng thiết bị không người lái diễn ra trên Biển Đen trong cuộc xung đột tại Ukraine, Hải quân Mỹ đang đẩy nhanh việc phát triển hạm đội phương tiện không người lái USV trong tương lai. Đây là hướng phát triển đầy tham vọng với mục tiêu duy trì ưu thế trên biển và đại dương của Mỹ trong nhiều thập niên tới. Hải quân Mỹ đã đưa ra bản phác thảo tổng thể về chiến lược sử dụng các tổ hợp thiết bị lặn không người lái mới hồi cuối năm 2020, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, quá trình này diễn ra rất chậm chạp. Tuy nhiên, từ những chiến lệ trong tác chiến sử dụng phương tiện không người lái US tại Biển Đen, Hải quân Mỹ đang cố gắng thúc đẩy quá trình tích hợp sâu các USV vào trong biên chế. Đánh giá về vấn đề này, Đô đốc Hải quân Mỹ Michael Judy nhấn mạnh, chiến lược sử dụng USV mới sẽ giúp tạo ra cuộc cách mạng trong các trận hải chiến tương lai. Việc phát triển các phương tiện không người lái của Hải quân Mỹ đã được chú ý trong nhiều thập kỷ qua và được coi là chiến lược chủ chốt hướng tới tương lai của quân chủng có quy mô lớn nhất quân đội Mỹ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng USV thuộc Hải quân Mỹ là ngăn chặn các thiết bị lặn mang vũ khí chiến lược, tương tự như thiết bị lặn Poseidon vừa được Nga triển khai trực chiến. Ngoài ra, việc đưa vào sử dụng rộng rãi các phương tiện không người lái trên mặt nước sẽ làm giảm sự xuất hiện của yếu tố con người trong quá trình vận hành. Điều này giúp Hải quân Mỹ không chỉ bớt áp lực về quân số, chi phí duy trì, hậu cần, mà còn mở rộng khả năng kết nối lực lượng trong hệ thống tác chiến, chỉ huy hợp nhất với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Thực tế, quá trình thiết kế và đóng mới các tổ hợp phương tiện không người lái hoạt động trên biển và dưới nước đã được Hải quân Mỹ đẩy nhanh trong vài năm qua. Hải quân Mỹ và hãng chế tạo Boeing đã đạt được thỏa thuận đóng mới các thiết bị lặn tự hành cho Voyager. Cùng với đó, Hải quân Mỹ và hãng chế tạo AeroVironment đang tập trung phát triển thiết bị bay không người lái Hải quân Switchblade. Chúng có thể triển khai và thu hồi trên tàu ngầm và mặt nước cho các nhiệm vụ trinh sát hoặc tấn công tự sát. Một trong những chương trình vũ khí hải quân tự hành khác là nền tảng phương tiện tác chiến không người lái cỡ lớn trên mặt nước, LUSV, với khả năng hoạt động dài ngày trên biển mà không cần có thủy thủ đoàn. Với sự kỳ vọng lớn, các chương trình phát triển USV nói trên đều có nguồn ngân sách dồi dào lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về vai trò của các phương tiện không người lái USV trong cơ cấu tương lai của Hải quân Mỹ, Đô đốc Michael Judy nhận định các USV sẽ sử dụng nguyên tắc hoạt động dựa trên số đông. Những nhóm tác chiến USV số lượng lớn sẽ tạo ra hiệu quả tác chiến lớn hơn nhiều lần so với các nhóm tàu tác chiến có người điều khiển với chi phí thấp. Mục tiêu của Hải quân Mỹ trong tương lai gần sẽ là tập trung phát triển các tổ hợp thiết bị bay không người lái có thể hoạt động trên tàu ngầm. Chúng sẽ là cánh tay nối dài giúp hoạt động tác chiến của tàu ngầm Mỹ hiệu quả hơn. Đối với tương lai xa, Hải quân Mỹ đặt kỳ vọng về các hạm đội không người lái gồm các thiết bị chiến đấu trên không, trên mặt biển và dưới mặt nước hoạt động xung quanh kỳ hạm chỉ huy do con người điều khiển. Là lực lượng hoạt động thiên về khí tài, việc trang bị và phát triển hải quân luôn yêu cầu nguồn tài chính lớn. Những kỳ vọng của Hải quân Mỹ về hạm đội phương tiện không người lái cần khoản tài chính khổng lồ và ẩn chứa nhiều sự không chắc chắn về công nghệ. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi Quốc hội Mỹ hoài nghi về độ tin cậy các chương trình phát triển vũ khí không người lái tương lai của Hải quân Mỹ.